AFC Asian Qualifier Road to Qatar. Trọn vẹn trên FPT Play. Khán giả truyền thân mến, chúng ta đang theo dõi những hình ảnh được truyền trực tiếp về từ sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trận đấu thứ hai liên tiếp được chơi dưới sự cổ vũ của các cổ động viên nhà. Và lần này đối thủ của chúng ta là Ả Rập Xê Út. Tiếp tục là cầu thủ Ả Rập Xê Út. Đánh đầu. Khá nguy hiểm. Cơ hội đầu tiên của đội khách Ả Rập Xê Út. Cú đánh đầu là của Al-Sheri, một trong ba cầu thủ đã có hai bàn thắng cho Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ ba này. Và đi bóng của Công Phượng. Người chạm bóng cuối cùng cũng chính là Công Phượng. Tất cả thành viên ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam đều đã đứng cả lên. Đó là một cơ hội khá rõ ràng dành cho các cầu thủ chủ nhà. Quả chạm bóng của Quang Hải. Không được. Cú đá bóng của Aniami. Nhưng cho tới lúc này thì hàng phòng ngự của Việt Nam đang làm khá tốt. Đó là Tiến Linh. Dứt điểm. Không được. Và giờ thì trọng tài cũng đã căng cờ với tình huống vừa rồi của Nguyễn Tiến Linh. Nỗ lực cắt bóng là của Tuấn Anh. Và xử lý rất khéo của cầu thủ Ả Rập Xê Út. Nỗ lực lùi về là của Nguyễn Phong Hồng Duy. Khá nguy hiểm. Như vậy trọng tài xác định là bóng đã lăn qua vạch vôi và bàn thắng dành cho các cầu thủ Ả Rập Xê Út. Phút thứ 31 của trận đấu. Và thế bế tắc cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Một bàn thua rất đáng tiếc của các cầu thủ Việt Nam. Khá nguy hiểm. Không vào. Bóng đá chạm sàn ngang. Tình huống không chế bóng không thực sự tốt của Hoàng Đức. Thành Trung. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Khá nguy hiểm. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho các cầu thủ khách. Đó là pha ghi bàn của Al-Mualat. Al-Mualat là người đã kiến tạo nên bàn thắng đầu tiên của các cầu thủ Ả Rập Xê Út. Và anh là người đã nâng tỷ số lên 2-0. Rất nhanh chóng, trọng tài đã có quyết định của mình. Và tôi tin rằng ông sẽ nói không với bàn thắng. Không có bàn thắng. Chính xác là như vậy. Tỷ số vẫn chỉ là 1-0 mà thôi. Và như vậy là cùng lúc này, tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Hana Hatab đã vang lên. 1-0 nghiêng về phía Ả Rập Xê Út là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.